Ủa sao trái cây dập hết vậy cô? Tôi á bệnh hoạn, tôi không có lanh lẹ được như người ta để đi lấy mối. Nên tôi tới nơi á, người ta chỉ còn có bấy nhiêu người ta đưa cho tôi thôi. Với lại tôi cũng không có vốn. Vậy cân cho con thứ vài ký đi con. Mọi người ơi, mọi người ơi, có trái cây nha mọi người ơi. Rồi mua trái cây dập nữa hả anh? Thật sự ra là những cái trái cây anh mua cho tụi em á, cuối cùng anh cũng là người ăn thôi, tụi em đâu có ăn đâu. Cho nên là bữa nay tụi em đã họp lại nhau tham khảo ý kiến hết trơn rồi. Tụi em đã nhất quyết một điều là từ giờ anh không cần phải mua trái cây mời tụi em ăn nữa. Rồi mọi người, ai mà mình đồng ý cái việc này mình giơ tay lên giùm em cái nha. Wow, anh thấy không? Mọi người ơi, mọi người ơi, có trái cây nha mọi người ơi. Rồi mua trái cây dập nữa hả anh? Anh muốn mua trái cây anh nói em, đi kế bên nhà em bán vựa trái cây ngon dữ lắm. Cái này anh mua ủng hộ người ta, vui vẻ không quạo nha. Rồi bây giờ anh đi gọt trái cây đãi mọi người ăn nha. Thôi vẫn giữ nguyên phong độ mua trái cây dập cho mọi người ăn luôn á. Mà mời mình không ăn là giận đó. Coi cô, mua giùm tôi trái cây đi cô. Trái cây ngon lắm, rẻ nè cô, tôi bán rẻ cho cô. Chào cô. Cậu Hà Nam. Dạ, cân cho em mọi thứ vài ký đi. Cái nào cũng được. Trời ơi, ngày nào cậu cũng ghé mua trái cây hư hỏng giúp tôi á. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Có gì đâu. Cảm ơn cậu. Mọi người ơi, trái cây đã đến nữa rồi. Rồi chừng nào đám cưới anh? Cưới ai? Đám cưới anh với bà bán trái cây á. Giỡn hoài à. Để đi gọi trái cây cho mọi người ăn nè. Anh. Hả? Anh là cái gì Nam ta? Anh là Hoài Nam. Anh đổi đi. Đổi gì? Hoài dập. Dập hoài. Rồi đi gọi trái cây cho mọi người ăn nha. À con hả? Ừ, chút nữa con đi làm về á, con qua đón mẹ nha. Hôm nay chân mẹ đau mẹ không tự về được. Ôi xin lỗi mọi người nha, hôm nay dậy trễ cho nên không ghé mua trái cây được. Yeah. Ủa sao mọi người vui dữ vậy? Thật sự ra thứ nhất là anh mua ủng hộ người ta, thứ hai là anh thấy là trái cây đó tuy có dập nhưng mà mình gọt mình ăn vẫn được mà mọi người. Anh Nam, con nói anh nghe này nè, thật sự ra là những cái trái cây anh mua cho tụi em á, cuối cùng anh cũng là người ăn thôi, tụi em đâu có ăn đâu. Cho nên là bữa nay tụi em đã họp lại nhau tham khảo ý kiến hết trơn rồi. Tụi em đã nhất quyết một điều là từ giờ anh không cần phải mua trái cây mời tụi em ăn nữa. Rồi mọi người, ai mà mình đồng ý cái việc này mình giơ tay lên giùm em cái nha. Wow, anh thấy không? Ủa sao trái cây dập hết vậy cô? Tôi á bệnh hoạn, tôi không có lanh lẹ được như người ta để đi lấy mối. Nên tôi tới nơi á, người ta chỉ còn có bấy nhiêu người ta đưa cho tôi thôi. Với lại tôi cũng không có vốn. Vậy cân cho con thứ vài ký đi con. Ủa trời ơi, trễ rồi mà cũng còn nhiều dữ vậy hả cô? Thì hàng không bán được không không mà hôm nay é quá cậu ơi. Hồi sáng này con đi làm trễ nên con chạy lên chỗ làm luôn. Xin lỗi cô nha, không có ghé ủng hộ cô được. Cảm ơn cậu. Ngày nào cậu cũng mua giùm tôi mà. Lỗi gì cậu. Cân hết cho con đi nha. Nè, có mấy trái ngon á, tôi cân cho cậu. Còn những trái dập tôi mang về. Thôi, dập mang về ai ăn, con mua hết. Dạ, tôi cảm ơn cậu. Mẹ, con đón nè. Ủa Ngân, chờ mẹ chút xíu nha con. Dạ. Ủa Ngân. Dạ. Ôi, vẫn giữ nguyên phong độ mua trái cây dập cho mọi người ăn luôn á. Anh là cái gì Nam ta? Anh là Hoài Nam. Anh đổi đi. Đổi gì? Hoài dập. Dập hoài. Giờ anh không cần phải mua trái cây mời tụi em ăn nữa. Thôi mọi người, ai mà mình đồng ý cái việc này mình giơ tay lên giùm em cái nha. Wow, anh thấy không? Thank you.
Ủa em, có thấy con chưa? Chưa anh. Trời ơi, sao mà để nhỏ đi lạc vậy? Thôi đi kiếm tiếp đi. À chị ơi chị. Dạ. Chị, đây. Đây là con tôi nè chị. Chị có thấy nó lòng vòng đâu đây không chị? Đi lạc hả anh? Ừ, đi lạc. Ừ, em không thấy anh ơi. Chị gặp nó, chị liên lạc số này của tôi. Đây là số điện thoại của tôi nha chị. Dạ. Cho tôi cảm ơn chị nhiều. Dạ. Con, hai mẹ con mình đi kiếm con của cô chú đó nha.